các nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn uống có các loại hạt giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim chuyển hóa và tiểu đường loại 2. Đồng thời giúp kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, các loại hạt cũng là một món ăn nhẹ tiện dụng và có thể được thêm vào công thức sinh tố yêu thích của bạn để tăng cường protein. Tại sao các loại hạt lại giúp giảm cân? Các loại hạt chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa. Đây là loại chất béo tốt cho tim mạch và sức khỏe mạch máu. 1 gam chất béo chứa 9 calo trong khi một gam cáp hoặc protein chỉ chứa 4 calo, nhiều người lo ngại rằng các loại hạt chứa nhiều chất béo vậy thì sẽ khiến họ bị tăng cân. Nhưng các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn các loại hạt thường xuyên không thúc đẩy tăng cân. Bất kể mọi người có tuân theo một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt hay ăn theo ý thích. Trong một số trường hợp, chúng còn bảo vệ bạn chống lại sự tăng cân, bên cạnh đó các loại hạt còn rất giàu chất xơ, Hỗ trợ tốt cho việc giảm cân, những loại hạt giúp giảm cân, một. Hạt lanh, theo Women Weekly, hạt lanh chứa nhiều protein, ít đường và tinh bột nên nó sẽ ngăn chặn sự thèm ăn. Loại hạt này cũng giàu chất chống oxy hóa và axit alpha linolenic giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Bạn có thể ăn kèm hạt lanh cùng món salad hoặc trái cây. 2. Hạt hướng dương, hạt hướng dương được xem là món ăn nhẹ lành mạnh vì nó chứa lượng cáp thấp hạt hướng dương chứa nhiều protein, chất xơ và vitamin B, những chất này đóng vai trò quan trọng trong quá trình đốt cháy calo và giúp bạn no lâu. 3. Hạt chia tì kích thước nhỏ nhắn, trọng lượng không lớn nhưng hạt chia có khả năng hút nước gấp 10 lần trọng lượng của chúng. Hạt chia cũng chứa một lượng dồi dào chất xơ, chất béo omega 3, magi, kali, sắt và tương đối ít chất béo. Chính những chất này trong hạt chia giúp bạn no lâu. 4. Hạt lựu, nếu bạn đang trong quá trình giảm cân nhưng vẫn muốn có chút vị ngọt trong thực đơn thì hạt lựu là một lựa chọn tuyệt vời. Hạt lựu rất giàu vitamin C, kali, chất xơ và hầu như không có calo. Do đó, nó giúp bạn no lâu, tăng vị giác và hỗ trợ giảm cân. Năm, hạt diêm mạch. Hạt diêm mạch có chỉ số đường thấp nên nó sẽ không làm tăng lượng đường trong máu. Khác với cơm trắng, hạt diêm mạch giúp bạn no lâu và giảm cảm giác thèm ăn tính linh hoạt của hạt diêm mạch giúp bạn dễ dàng kết hợp trong chế độ ăn uống như trộn salad, ăn kèm sữa chua, trái cây, sáu. Quả hồ chăn, quả hồ chăn chứa ít calo nhưng giàu protein. Kali, chất xơ giúp hạn chế cơn thèm ăn, đặc biệt axit béo không bão hòa đơn giúp đánh tan mỡ bụng. Đồng thời, chất này có tác dụng kiểm soát cholesterol. Do đó, quả hồ chăn là một trong những quả có tác dụng hỗ trợ giảm cân hiệu quả. 7. Đậu phộng, đậu phộng chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, chất béo lành mạnh, lết, vitamin E, canxi, sắt và các chất dinh dưỡng thực vật khác. Vì vậy, đậu phộng giúp giảm mức cholesterol và chất béo trung tính trong máu. Tuy nhiên, mỗi ngày bạn chỉ nên tiêu thụ khoảng 30 gram đậu phộng. Để giảm cân hiệu quả, bạn dùng đậu phộng còn nguyên vỏ. Không ướp muối và nên luộc hoặc rang khô.